Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh tô màu của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh bông sen nhé. Để chúng ta rồi nhé. Từ màu xanh tạo mẹ tô hoa nhé. Và tôi nghĩ xin nhà thơ có phần còn lại cánh hoa xin hoạt động tô cuốn và lá sen.
Bây giờ mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.